Kính thưa quý vị, ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhiều quốc gia đều tổ chức ngày lễ Halloween với tất cả niềm vui và kẹo ngọt. Họ là những người sống bao gồm người lớn, già, trẻ. Và trẻ con đều được tổ chức lễ hội Halloween với niềm vui và kẹo ngọt, nhất là những trẻ em đang háo hức chờ đợi bóng đêm buông xuống. Tất cả họ sẽ đều hóa trang với những bộ trang phục có hình ma quái hoặc hóa trang thành những anh hùng, phù thủy hoặc trông giống như những con thú vật chỉ sống trong bóng đêm. Và kẹo ngọt được đặt trên những cái đĩa lớn hoặc trong những cái giỏ có hình trái bí ngô để trong nhà lẫn ngoài sân trước nhà. Hòa nhập vào niềm vui của ngày lễ Halloween, cũng có những linh hồn lương thiện của những người dân làng của những ngày xa xưa. Họ có thể là những binh sĩ trong những chiến trận. Họ cũng có thể là những người già, trẻ con. Họ đã phải lìa xa cõi đời vì bệnh tật, chiến tranh hoặc vì những lý do khác. Tất cả những người sống và linh hồn lương thiện của những người chết này đã tụ họp cùng nhau nhảy múa vui mừng ngày lễ Halloween, cho dù họ không thể nào trông thấy nhau. Khi trời chạng vạng tối, đường phố trở nên sống động với những âm thanh ghê rợn, tiếng than khóc của những linh hồn cô đơn, hòa lẫn với tiếng cười vui vẻ của trẻ con và người lớn, tiếng lời chào trick or treat, ý là cho kẹo hay bị chọc ghẹo lại vang lên khắp đường phố. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, trong khi những thanh niên nam nữ tổ chức vui chơi đêm lễ hội Halloween, trẻ em thì háo hức chuẩn bị cho đêm hóa trang và đem theo những cái giỏ có khắc hình bí ngô để đựng kẹo ngọt. Nhưng không hiểu vì sao ở tại một số thị trấn, tỉnh thành của một số quốc gia xuất hiện một số bóng ma nhìn có vẻ rất độc ác, đi lang thang, hình dáng của chúng quằn quại như có vẻ đang ghen tị, tức tối khi chúng chứng kiến dân làng và những linh hồn lương thiện đang cùng nhau tham gia lễ hội một cách vui vẻ, hòa bình và lịch sự. Dựa theo lịch sử trong sử sách hoặc dựa theo những truyền thuyết được kể lại từ những vị bô lão, dân trong làng hoặc từ những linh hồn của những binh sĩ hoặc những người dân hiền lành đã bị những con ma độc ác này giết hại rất nhiều. Chúng giết rất nhiều người dân vô tội, chúng đã tàn phá hết nhà cửa, đất đai, ruộng lúa của dân làng và khiến những người sống trong thời gian đó rất sợ hãi, vô cùng oán hận. Quý vị có thể tưởng tượng không? Những con ma độc ác này, chúng nó đã từng có những cuộc sống sung sướng, giàu có, nhưng chúng vẫn tham lam, ích kỷ và rất tàn ác trong thời gian chúng còn sống trên cõi đời. Chính những việc ăn cướp, tham lam của chúng đã làm cho những con người sống lúc đó quá đau khổ, và họ đã buông những lời nguyền rủa cho những con ma độc ác này là chúng mãi mãi sẽ không bao giờ được hưởng những vị ngọt của những viên kẹo trong suốt cuộc đời của chúng, ngay cả lúc chúng nó còn sống. Và những con ma độc ác này sẽ bị người dân và những linh hồn lương thiện từ chối cho kẹo ngọt trong những đêm Halloween, khi chúng nó trở thành những bóng ma cô đơn, nghèo khổ khi chúng nó từ giã cuộc sống trên trần gian, tức giận vì không được cho kẹo ngọt và bị xua đuổi từ cả những linh hồn lương thiện và người sống trong những ngày lễ Halloween. Nên có vài thủ lĩnh của những con ma độc ác này có tên là Pintu bằng ăn tham, Pitgi ừng ực nhu cúc, ao chứa nước. Những con ma độc ác này còn khỏe mạnh nên chúng nó đang tìm cách trả thù, và còn nhiều tên khác nữa. Nhưng những con ma già nua này bây giờ chúng nó già quá rồi, bị liệt hết tay chân, không làm gì được. Và nhất là chúng không được cập nhật hóa nhiều kỹ nghệ công nghiệp mới, nên mấy con ma già này chỉ biết ngồi trong xó nhà khóc lóc, xin ăn và xin tha thứ về những tội lỗi của chúng đã làm vào những ngày xa xưa ấy. Pintu, một trong những con ma độc ác nhất thế kỷ, kêu gọi băng đảng của nó tập họp trong một nghĩa địa để lên kế hoạch trả thù những con người sống và các linh hồn lương thiện đang vui chơi lễ hội Halloween bằng cách ném đá vào các trẻ em lúc những đứa bé này đang chạy từ nhà này sang nhà khác để xin kẹo ngọt. Nhưng khi thấy tất cả mọi người vẫn bình thản vui chơi bình thường và vũ khí của chúng không hiệu nghiệm bằng an tham và pitgi ứng ực nhu cúc,
đưa ra kế hoạch khác là ném mấy con vi khuẩn lên men và rác hôi thối dơ bẩn vào chỗ vui chơi để mọi người sẽ bị nhiễm chất độc mà tử vong. Khi đang bàn luận lên kế hoạch giết người, tất cả những con ma độc ác này không hay biết là có một vị chân tu đang ngồi nghỉ ngơi và ông đang sắp sửa chuẩn bị nhập thiền tại gốc của một cây sồi ngay trong nghĩa địa, nơi gần chỗ mấy con ma độc ác này đang hội họp và bàn tính kế hoạch khủng bố giết người sống và những linh hồn lương thiện. Vì là một vị chân tu và chuyên làm việc thiện cứu nhân loại, vị chân tu này bèn lên tiếng: "Hãy ngừng lại những tội ác của quý vị ngay lập tức. Quý vị nên biết rằng kẹo ngọt không chắc mang lại cho quý vị mọi việc tốt lành và một hạnh phúc thật sự cho quý vị, mà chính những việc làm ác đức của quý vị không sớm thì muộn, những việc ác đó sẽ đáp trả lại ngay cho chính bản thân và suốt cả cuộc đời của quý vị. Đó là cái nghiệp báo và sự quả báo. Nếu quý vị muốn xóa bỏ những lời nguyền rủa và muốn nhận được cái hạnh phúc của vị ngọt trong những cái kẹo vào những ngày lễ Halloween mỗi năm, quý vị hãy chuyển hóa thiện tâm ngay trong con người và trong trái tim của quý vị. Hãy làm nhiều việc thiện, đừng làm ác nữa." Lời nói lơ lửng trong không vang lên trong đêm của vị chân tu đã làm cho những linh hồn của những con ma độc ác này dao động, hoang mang, bối rối. Hình như cơn giận dữ của con ma pin tu hơi trùng xuống trong chốc lát. Những con ma bang tham an pít ghi ừng ực nhu cúc, ao chứa nước cũng run rẩy, hoảng hốt. Trong khoảnh khắc tất cả sáng tỏ một cách không ngờ. Thay vì dự định ra tay khủng bố, giết hại dân làng và những con ma lương thiện, tất cả những con ma độc ác này đã bị thu hút bởi tiếng nói nhân từ, uy lực và những lời kinh dạy quý báu của vị chân tu. Tự nhiên, những cái bóng của Pintu và của tất cả những con ma độc ác khác bắt đầu mờ dần và biến mất. Hy vọng, những con ma độc ác này đang dần dần được biến hóa tâm hồn. Chắc có lẽ chúng đang lẩn trốn vào một góc rừng nào đó. Suy nghĩ về những lời khuyên dạy của vị chân tu, buông bỏ hết tất cả các hận thù và xin sám hối về những việc ác đức mà chúng đã làm trong quá khứ, cuối cùng chúng xin quy y dưới gốc cây sồi nơi vị chân tu đang ngồi nhập thiền và xin được tu tập học đạo pháp với ngài, với ước mong một ngày nào đó những lời nguyền rủa của dân làng và của những linh hồn lương thiện sẽ được chuyển hóa từ hận thù qua tình yêu nhân loại và tạo việc phúc đức. Từ đó, những viên kẹo ngọt trên toàn thế giới sẽ được chia đều cho tất cả mọi người và tất cả những linh hồn trong những buổi lễ Halloween vui nhộn, đoàn kết, công bằng và an toàn. Kính thưa quý vị, truyền thuyết về những linh hồn độc ác bị từ chối cho kẹo đã biến thành câu chuyện về sự cứu chuộc và sự tha thứ. Nó đã nhắc nhở mọi người rằng lòng tốt và lẽ phải của cuộc sống có thể chinh phục được cả những linh hồn đen tối nhất. Và vì thế, lễ hội Halloween đã trở thành một đêm nơi những tâm hồn người sống và những người đã khuất đoàn kết lại, cùng nhau chia sẻ những kho báu của sự ngọt ngào nhất trên khắp thế giới. Đó chính là vị ngọt chân thật của những viên kẹo, của hạnh phúc và của sự kết nối của những yêu thương trung thực. Mến chúc quý vị thưởng thức một đêm Halloween bình an và vui vẻ. Thank you.
Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại những video clip sau nhé. Thank you, bye bye.